quý vị và các bạn, trong nhiều năm trở lại đây, Việt Nam đã là thành viên của rất nhiều các tổ chức kinh tế cũng như các tổ chức thương mại thế giới. Việc tham gia vào các tổ chức này đã giúp chúng ta có thể cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi vừa nêu thì môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, khắc nghiệt là một trong những khó khăn to lớn mà chúng ta gặp phải, trong đó có ngành sản xuất nông nghiệp. Trước tình hình này thì chính sách thuế phù hợp là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để góp phần giải quyết những khó khăn cho doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế của đất nước nói chung. Trong chương trình Chính sách pháp luật của Đài truyền hình Vĩnh Long hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những vấn đề liên quan đến việc chuyển đổi từ đối tượng chịu thuế 5% sang đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng đối với phân bón, thức ăn chăn nuôi và các thiết bị máy móc dùng trong sản xuất nông nghiệp, được quy định trong luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế và các quy định có liên quan. Thời gian qua, để góp phần thực hiện thành công đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhà nước đã có nhiều chính sách nhằm khuyến khích người dân đầu tư sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, như chính sách hỗ trợ cho nông dân vay vốn mua máy móc nông nghiệp, chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ. Cũng với mục đích này, bằng chính sách thuế phù hợp, nhà nước đã chuyển đổi các mặt hàng phải chịu 5% thuế giá trị gia tăng như phân bón, thức ăn gia súc, gia cầm và các loại máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thành đối tượng không chịu thuế. Điều này đã tác động không nhỏ đến giá cả của các mặt hàng này. Bởi lẽ, thuế giá trị gia tăng hay còn gọi là thuế VAT là thuế gián thu được tính vào giá bán hàng hóa. Khi nhà nước chuyển mặt hàng này thành đối tượng không chịu thuế thì về nguyên tắc phải giảm giá bán xuống tương ứng 5%. Do đó, giá đầu ra của sản phẩm sẽ giảm và nông dân chắc chắn sẽ có lợi hơn. Để góp phần triển khai của cái chính sách thuế của nhà nước á, thì doanh nghiệp cũng đã có nhiều lần giảm giá nhằm hỗ trợ người chăn nuôi. Ngoài ra thì công ty cũng còn có những cái chương trình hỗ trợ người chăn nuôi như là phiếu lì xì, hỗ trợ trại, hỗ trợ tinh heo, phiếu tặng. Thì thông qua cái việc mà công ty giảm giá bán thì hỗ trợ cho người chăn nuôi đỡ phải trả cái phần thuế này, và người chăn nuôi thì phấn khởi hơn, doanh nghiệp bán được sản lượng tăng thêm nhiều hơn. Thưa quý vị và các bạn, để giúp cho quý vị và các bạn có sự am hiểu thông suốt hơn, tháo đáo hơn về các vấn đề có liên quan đến thuế giá trị gia tăng đối với các mặt hàng phục vụ trong sản xuất nông nghiệp, chương trình hôm nay sẽ có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Son, Phó trưởng phòng tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế thuộc Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long. Để đầu tiên, chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Văn Son đã dành cho chương trình của trao đổi ngày hôm nay. Thưa ông, được biết từ khi luật sửa đổi bổ sung một số điều về thuế có hiệu lực thi hành thì các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các mặt hàng như phân bón, thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho nhiều loại vật nuôi khác, cũng như là các loại thiết bị máy móc chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp sẽ được chuyển đổi từ đối tượng chịu thuế suất 5% sang đối tượng không phải chịu thuế giá trị gia tăng. Nhưng chương trình ngày hôm nay thì xin ông cho biết vì sao lại chú trọng vào ba nhóm đối tượng này ạ? Đảng và nhà nước hiện nay cũng đang quan tâm đến cái đời sống của nông dân, rồi làm sao để cho các cái nhà đầu tư cũng tập trung sản xuất các cái mặt ba cái nhóm mặt hàng mà chuyển từ cái thuế giá trị gia tăng là thuế suất 500 sang không chịu thuế để các doanh nghiệp đầu tư sản xuất trong cái lĩnh vực hàng hóa, để tạo điều kiện làm sao cho cái hàng hóa có mang cái sức cạnh tranh, tức là đã có cạnh tranh thì tất nhiên là cái giá nó là đảm bảo một cách hợp lý, rồi chất lượng hàng hóa thì nó đảm bảo tốt hơn, thì cũng làm góp phần cho cái vấn đề có được cái chi phí của doanh nghiệp có là nó cũng được giảm xuống và cái tăng cái giá trị có là gia tăng của sản phẩm lên. Rồi tiếp theo nữa là cái vấn đề mà chúng ta cũng biết hiện nay đó, cái vấn đề có là cái thị trường phân bón đó, đôi khi cũng có những cái trường hợp nó xảy ra cái nạn có là bán hàng giả kém chất lượng. Từ đó nên là nhà nước cũng đang quan tâm vấn đề và các doanh nghiệp mà mạnh dạn đầu tư ở cái lĩnh vực coi là phân bón và thức ăn gia súc. Rồi nếu như chi phí của ba cái nhóm này mặt hàng mà không chịu thuế này thì chi phí mà nó giảm xuống mà người nông dân sử dụng nó nhiều, tạo ra nhiều sản phẩm thì tất nhiên giá thành coi là sản phẩm sẽ tăng lên, chi phí giảm xuống thì cái thu nhập của nông dân này cũng sẽ coi là được coi là nâng lên, đời sống thì ổn định. Rồi tiếp tục con là đưa các cái con là máy móc vào con là thực hiện cái cơ giới hóa nông nghiệp, thực hiện tốt được cái vai trò của nhà bốn nhà. Với sự thay đổi này thì đối với các doanh nghiệp chưa khấu trừ hết thuế giá trị gia tăng đầu vào thì sẽ được giải quyết như thế nào? Nếu như các doanh nghiệp năm 2014 có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa khấu trừ hết
thì nếu thỏa các cái điều kiện, thứ nhất là hóa đơn phải đảm bảo coi là hợp pháp, hợp lệ. Cái thứ hai là các cái hóa đơn này có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì phải thanh toán qua ngân hàng. Cái thứ ba, cái thời gian âm liên tục theo quy định tại điều 18 của thông tư 219, tức là đủ 12 tháng thì sẽ được coi là hoàn thuế ở cái số thuế mà không được khấu trừ hết từ ngày 31 tháng 12 năm 2014 trở về trước. Như vậy khi chuyển đổi từ đối tượng chịu thuế 5% sang đối tượng không phải chịu thuế giá trị gia tăng thì thuế giá trị gia tăng đầu vào cũng như là thuế giá trị gia tăng đầu ra của doanh nghiệp sẽ được thực hiện như thế nào? Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 mà các cái doanh nghiệp có cái thuế giá trị gia tăng đầu vào thì không được khấu trừ, mà doanh nghiệp sẽ được tính vào cái chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp. Có nghĩa là các cái khoản chi phí thuế đầu vào mà liên quan đến nguyên liệu trực tiếp cho sản xuất đó, thì cái thuế này sẽ đưa vào cái giá của nguyên liệu. Còn cái thuế mà liên quan đến quá trình quản lý doanh nghiệp thì sẽ đưa vào cái chi phí của quản lý doanh nghiệp. Còn cái thuế đầu ra thì tất nhiên là cái thuế giá trị gia tăng đầu ra thì nó liên quan đến thuế xuất. Còn đây đã chuyển từ cái đối tượng mà thuế xuất 500 sang đối tượng không chịu thuế thì doanh nghiệp khi bán hàng hóa thì cái phần thuế gia tăng này coi là không phải coi là ghi trên cái hóa đơn bán hàng hóa thì được. Kinh doanh các mặt hàng phục vụ cho chăn nuôi đã trên 17 năm, chị Kim Oanh, đại lý thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thủy sản Kim Oanh cho biết. Trước đây, việc kinh doanh của gia đình chị có phần ế ẩm bởi giá thành của các loại thức ăn luôn ở mức cao. Vì vậy mà người chăn nuôi không có lợi nhuận, thậm chí là thua lỗ nên nhiều người không còn mặn mà với việc chăn nuôi, dẫu đã từng là thu nhập chính của gia đình. Nhưng giờ đây, do không còn phải chịu 5% thuế giá trị gia tăng như trước, nên giá của các loại thức ăn cũng giảm đáng kể. Người chăn nuôi dần trở lại với nghề. Thế nên, việc kinh doanh của chị cũng bắt đầu khởi sắc lại. Trước đây thì nhà chăn nuôi bị lỗ lã rất là nhiều. Nhưng mà giờ là từ hồi năm đầu năm 2015 thì khởi sắc lại. Tại vì mỗi một bao thức ăn là nhà nước giảm giá trị gia tăng là 5%. Thì tùy theo cái giá trị của bao cám giảm từ 5.000 tới 20.000. Thì dân cũng phấn khởi sắc lại là do là mỗi một con 7 bao thì lời thêm được 140.000. Chính sách của nhà nước hỗ trợ rất là đúng, rất là kịp thời. Tôi cũng mong là hỗ trợ lâu dài để cho dân khởi sắc lại, để ngành chăn nuôi của chúng ta được tiến tới hơn nữa. Từ khi là thức ăn đã giảm là từ 5 đến 20 ngàn, tôi thấy rất là phấn khởi, là chăn nuôi thấy cũng có thu nhập cao. Riêng đối với các loại thiết bị máy móc phục vụ trong sản xuất nông nghiệp, giá thành cũng giảm đi 5% so với trước đây. Tuy nhiên, do một số bất cập trong cách gọi tên mà một số sản phẩm tuy cũng được dùng cho sản xuất nông nghiệp nhưng sẽ không được chuyển đổi thuế suất từ 5% sang đối tượng không chịu thuế. Khi mà có cái chính sách mà giảm thuế suất 0% thì đại lý giảm giá để bán ra ngoài thị trường cho bà con sử dụng. Giảm giá nhưng mà về đại lý thì cũng chưa được được hoàn thuế. Riêng có một số dòng máy cũng phục vụ cho nông nghiệp nhưng mà về cái tên á, thì nó chưa có trong cái nghị định. Thí dụ như là trong cái tên của cái nghị định làm máy cài, máy xới, nhưng mà lại trong hóa đơn hồ sơ nhập á, thì ghi là máy kéo nông nghiệp. Bởi máy kéo nông nghiệp á, thì nó kéo được dàn cài, kéo được dàn xới, kéo được cổ lúa phía sau, hoặc là trục, nhưng mà lại cái tên của cái máy kéo nông nghiệp thì chưa được hưởng chế độ giảm lãi suất, chưa được chế độ giảm thuế. Thưa ông, như chương trình hôm nay xin ông cho biết là khi mà các mặt hàng như là phân bón, thức ăn chăn nuôi hay là các loại máy móc thiết bị chuyên dùng để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp được chuyển thành đối tượng không phải chịu thuế giá trị gia tăng thì sẽ có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với người tiêu dùng? Thiết thực nhất là khi người gọi là tiêu dùng ta mua một bao phân hoặc là bao thức ăn, trước đây thuế suất người ta phải trả 5% thuế gia tăng. Còn bây giờ đó thì coi là không phải chịu thuế nữa, thì tất nhiên người tiêu dùng người ta mua, người ta không phải coi là bỏ ra một cái khoản tiền thuế thì đã tăng 500 này. Đó là cái phần này coi là cũng đã tạo coi là người
giúp cho cái người nông dân này đã có được cái hưởng được cái quyền lợi từ cái chính sách thế này. Rồi cái thứ hai đó mà cái lĩnh vực mà coi là hàng hóa mà đảng nhà nước cũng đang coi là khuyến khích để các doanh nghiệp đầu tư vào cái lĩnh vực này, thì khi mà đầu tư vào lĩnh vực này thì các doanh nghiệp phải có cái sự cạnh tranh. Cái thứ nhất á, cạnh tranh về giá. Giá là phải coi là để nó phù hợp với cái giá thị trường. Cái thứ hai nó là cái chất lượng của hàng hóa. Nếu như đã có sự cạnh tranh thì cái người tiêu dùng người ta phải coi là cái hàng hóa nào có chất lượng mà cái giá mà coi là nó phù hợp người ta sẽ mua. Như vậy thì từ cái chỗ cạnh tranh đó cũng làm coi là giảm cái chi phí cho cái người nông dân trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp hoặc là chăn nuôi. Cái vấn đề thứ ba là đối với máy móc thiết bị. Bây giờ là không chịu thế chỉ tăng thì tất nhiên cái phần mà coi là cái giá mua của cái máy này đã giảm xuống. Mà cái vấn đề mà thực hiện cái cơ giới hóa nông nghiệp rồi để tạo làm sao mà cho người nông dân có một cái thu nhập ổn định, đời sống được lên. Như vậy nếu như đối với các doanh nghiệp chỉ sản xuất kinh doanh các mặt hàng không phải chịu thuế giá trị gia tăng thì doanh nghiệp đó phải kê khai doanh thu như thế nào ạ? Các cái doanh nghiệp mà sản xuất kinh doanh đối với các cái đối tượng hàng hóa mà không chịu thuế giá trị gia tăng á, thì khi mà mua các nguyên liệu thì vẫn phải có lại kê khai theo dõi trên sổ sách kế toán rồi. Còn khi bán sản phẩm ra thì vẫn phải có là xuất hóa đơn và kê khai trên cái tờ khai thuế giá trị gia tăng 01 theo cái mẫu quy định tại cái thông tư 26. Bởi vì thuế đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng thì không đồng nghĩa đó là không phải chịu thuế nhập nghiệp. Vì cái là cái đối tượng không chịu thuế gia tăng nhưng doanh thu này vẫn phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Do vậy mà khi doanh nghiệp mà xuất bán thì vẫn phải coi là xuất hóa đơn rồi coi là hạch toán vào sổ sách kế toán phản ánh doanh thu để làm cái cơ sở đó, hàng tháng hàng quý xác định được cái chi phí rồi xác định được cái thu nhập chịu thuế để xác định cái số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng tháng hàng quý, và cuối năm cũng là cái cơ sở đối chiếu của doanh thu mà chịu thuế doanh nghiệp đó để xác định cái thuế nhập nghiệp cả năm. Như vậy khi chuyển đổi từ đối tượng chịu thuế suất 5% sang đối tượng không phải chịu thuế giá trị gia tăng thì doanh nghiệp phải lập hóa đơn khi xuất bán hàng hóa ra sao ạ? Cái vấn đề mà doanh nghiệp bán hàng hóa không chịu thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng thì tại cái thông tư 39 cái phụ lục 2.4 đã có quy định, thì đối tượng là không chịu thuế giá trị gia tăng thì khi cái cơ sở sản xuất kinh doanh mà bán cái hàng hóa mà không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng thì vẫn phải lập hóa đơn. Mà trên hóa đơn vẫn phải có là ghi đầy đủ các cái chỉ tiêu riêng cái dòng có là thuế suất và thuế giá trị gia tăng thì có là cái chỗ này không ghi, còn cái giá bán là giá thanh toán trên hóa đơn. Thưa ông, để các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các mặt hàng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp am hiểu một cách chính xác để vận dụng vào thực tế thì về phía cục thuế tỉnh Vĩnh Long đã có hình thức tuyên truyền phổ biến cũng như là hướng dẫn thực hiện ra sao ạ? Đối với văn phòng cục thuế thì đã tổ chức triển khai có là ngay trong cái tháng 12 và triển khai luật thuế 71 cho tất cả các cái doanh nghiệp mà trên địa bàn có là Vĩnh Long mà do văn phòng cục thuế quản lý. Rồi tiếp tục khi mà nghị định 12 và thông tư 26 được ban hành thì có là cục thuế cũng đã tổ chức triển khai 3 lớp ở cái từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 3 năm 2015 và triển khai cho tất cả các cái doanh nghiệp nắm được coi là các cái hướng dẫn về cái chính sách thuế mới có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015. Ngoài ra thì cục thuế cũng đã phối hợp với cái ban tuyên giáo của tỉnh ủy tổ chức triển khai cho tất cả các cái cán bộ làm công tác coi là tuyên vấn của sở ban ngành, rồi các cái cán bộ làm tuyên giáo ở các cái ban tuyên giáo của các huyện, thị xã, thành phố. Rồi coi là văn phòng cục thuế thì tại cái phòng tuyên truyền cũng đã có nhiều cái văn bản là hướng dẫn trả lời cho các cái doanh nghiệp và đưa lên cái trang thông tin điện tử của ngành thuế Vĩnh Long để coi là các cái cơ sở sản xuất kinh doanh nắm bắt kịp thời các cái chính sách thuế này. Vâng ạ, xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Văn Soan đã tham dự chương trình ngày hôm nay và cung cấp đến quý vị khán giả những thông tin vô cùng bổ ích này ạ. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế quy định phân bón, thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác cũng như các loại máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp như máy cày, máy tới, máy sấy nông sản, máy phun thuốc bảo vệ thực vật, máy thu hoạch lúa, máy đóng kiện rơm, vân vân sẽ được chuyển từ đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng với thuế suất 5% sang đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.
luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015. Thưa quý vị và các bạn, tin rằng với những ưu đãi về thuế giá trị gia tăng đối với phân bón, thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản và các loại thức ăn chăn nuôi khác, cũng như đối với các máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, sẽ giúp người nông dân giảm được phần nào chi phí trong chăn nuôi sản xuất, qua đó cũng góp phần thực hiện thành công đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của nước ta. Đến đây thì chương mục chính sách pháp luật của Đài Truyền hình Vĩnh Long cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.